rồi mà đéo gáy gì nữa. Có gì thay đổi? Có gì thay đổi, tôi đéo gáy gì nữa đi. Bạn này lấy ngay đi, bây giờ này lấy ngay đi còn ngon rồi. Quên này, quên lấy ngay đi qua, kêu đi hai. Địt mẹ con ai nè, đồ điên vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Thôi tôi đi anh ơi, mẹ tôi nói bóng tôi đi trước nha. Mẹ mấy bài mẹ. Anh cô hỏi đừng có đi á. Anh lại đấy chịu đi, anh đi cho tôi. Mẹ, mấy cước một máu à. Bây giờ nó lại nữa. Hết lại rồi. Anh lại cho tôi mẹ, người chết ra đi mẹ để ý chí cho người ở lại hiểu không? Mẹ nó là gì ta? Mẹ nó là mẹ những giả của đằng lá, những đạo của đằng lá mẹ. Xin thưa. Mẹ hồi nãy tôi thương anh rồi tôi đi chết luôn anh. Mẹ rồi nó, anh tốt một rồi đó, nhìn là biến rồi. Mệt quá nhờ, bắn mệt quá luôn. Chỉ thêm cardio đi, hồi nãy tôi thấy mày sốc tôi nhảy được 3 cardio không biết không? Ờ, nãy tôi ra cardio rồi mà mày em phải bán để mà roll lotion, để lotion ra nhiều hơn. Phải chút lotion ra nhiều hơn. Anh ăn rồi đó, anh thua đéo được, anh thua vô kỹ năng của anh thôi. Thua vô kỹ năng thôi đó. Phải cho đen à? Thua vô kỹ năng của anh thôi, rồi anh thua rồi đó, nhìn tôi biết anh thua rồi đó. Tôi sẽ bị kéo xấu mày cứt ra. Tôi sẽ ngu luôn rồi. Bắn ngu quá à. Bắn nhìn đần đần sao á. Bắn bắn đần quá rồi. Rồi bắn quên luôn, quên luôn, quên luôn. Quên luôn, quên luôn, quên luôn. Bỏ đồ xe nào. Mẹ kẻ nó đi để lại đi ý chí với người ở lại. Lucian đi, anh có. Lucian lên 3 rồi, Lucian gì đâu. Bully bear, anh lấy cái bully bear cho tôi. Ê, thôi thuốc tự giáp anh ơi, thuốc tự giáp đi, thuốc tự giáp đi. Đi mẹ tôi lấy rồi. Bây giờ nè, anh gỡ đồ Galio ra cho ông Bolivar mặc. Để ừ, mỗi cái... Em cứ vệ binh mà, tại sao lại như thế? Nếu quan trọng, đồ không, bây giờ cũng thấy mày. Này, Bolivar. Bây giờ anh Trương Lê cứ nghe anh của bao đi, có gì chửi tới sao? Mẹ, tôi có chinh cho anh rồi, muốn cho gì nữa. Có gì chửi của bảo sao? Tháo đồ ra cho Bolivar mặc ngay. Anh lột đồ Galio ra, anh lột đồ hai Galio ra cho Bolivar mặc ngay. Anh để là cũng biết, không đủ rồi. No. Anh coi skill quá kìa, nó càng trâu càng tốt mà anh. No. Anh bị đéo gì vậy? Mày giờ anh cãi rồi tôi đi nè. Anh đi biết rồi. Anh đéo đâu, mẹ tem nó lá trắng anh lấy một đống à. Anh thấy gì chưa? Anh cãi rồi tôi mẹ Lucian gần chết rồi kìa. Gần chết là nửa cây hả? À, rồi đó, Lucian anh chết rồi đó. Lucian chết hả? Ừ. Không chết. Action mà... cố. Action cố. Action cố. Action cố. Action cố. Mẹ nó xàm đéo chịu được. Action cố. Nó xàm chó đéo chịu được. Đi mẹ xàm. Cái này mà yếu quá vậy. Thôi cho Bully Bear đi, thằng tăng của anh, mẹ cho Galio, mẹ no, chết no, ngay à. No. Gắn đồ cho Bully Bear đi. No. Gắn đồ, ừ. Không, nếu phải vậy, gắn đồ tăng cho Bully Bear. Anh gắn đồ tăng cho Bully Bear. Đây, đồ tăng này. Ừ. Thêm cái nữa, thêm thuốc tự giáp nữa. Thêm cái thuốc tự giáp nữa. Nhiều quá, tôi mất. Nhiều cái này hết cái gì. Muốn gắn cái đồ. Tôi mất. Cái gì? Này sắp phiêu được Sigma nè. Chúa nào! Giết nó! Là Bully Bear quá! Anh để Bully Bear ngu đéo chịu được, tôi thề! Không sao! Lucian không cúp đâu, Lucian có hút máu à! Ôi bắn ai vậy? Ôi chết mẹ luôn rồi! Trời ơi! Anh thấy gì chưa? Tôi nói anh rồi! Anh cãi lời tôi! Anh cãi lời tôi. Ủa con tiếng. Anh cãi lời tôi kêu anh này tăng anh nó trâu trâu lên tí anh đéo chịu đâu.